Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dây xanh đan cho bé với họa tiết vây cá ở phần thân dây như thế này. Ở thân sau mình có làm cài nút để điều chỉnh và có đường viền ở mặt đế. Phía dưới của dây mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Đây, mẫu dây len vây cá như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len micotông, kim móc mình sử dụng kim móc 2 đầu, dùng đầu số 4. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len nha. Đây, đầu kim như thế này để cho giày của mình nó được chắc chắn hơn. Ngoài ra còn có kéo cắt len, một hạt nút dùng để cài cái phần dây quai và một mặt đế giày len ở đây mình đã cắt sẵn. Thì để cắt được mặt đế giày len này, các bạn sẽ dựa vào cho mình cái mặt đế giày len mà ta vừa móc, sau đó vẽ cho mình hai mặt đế giày len bằng nhau. Và từ đây các bạn sẽ tiến hành vẽ cong cho mình hai bên má bên trong nè, vẽ cong lại một đường như thế này để ta có thể phân biệt được chiếc trái phải nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc thân giày. Ở đây mình có móc sẵn một mẫu mặt đế giày len 11,5 cm, tương đương với xích đầu 16 mũi xích nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần thân đi lên. Thì trước khi móc phần thân, mình sẽ tiến hành viền lại cái phần đế giày này. Các bạn sẽ sử dụng màu vàng và tiến hành viền lại ở cái phần gót giày trước nha. Thì đối với mẫu giày len này, mình có dán đế nên ta sẽ đưa mặt trái xuống phía dưới và đưa mặt phải lên trên nha, cho phần mặt đế nó sẽ được đẹp hơn. Sau đó sẽ đâm kim vào chân móc bất kỳ của cái phần gót giày. Các bạn đưa sợi len màu vàng ra phía sau mũi móc. Sau đó chọn một chân móc bất kỳ ở cái vòng ngoài cùng phía gót giày nè, ta sẽ đâm kim vào chân móc bất kỳ. Đâm kim cho mình từ trên xuống dưới nha, sau đó kéo cái sợi len qua chân móc. Từ đây tiếp tục di chuyển kim cho mình vào cái chân móc kế bên và móc vào chân móc kế bên này một mũi dời. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Tiếp tục di chuyển kim vào chân móc kế bên và cũng móc vào đây một mũi dời. Tương tự cho chân móc kế tiếp, cũng đâm vào chân kế tiếp và móc cho mình một mũi dời vào đây. Chân bên cạnh cũng tương tự, móc một mũi dời vào chân này. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Khi gặp cái chân móc của cái mũi dời ở phần mặt đế nè, các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi dời này và móc vào đây cho mình một mũi dời. Tiếp tục chân kế tiếp cũng đâm kim vào đó và móc một mũi dời. Thì như vậy là mình đã viền được cái phần mặt đế nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc các bạn cứ đâm kim cho mình và móc vào đó một mũi dời. Thì sau khi đã viền lại được phần mặt đế thì cái chân móc đầu tiên mà mình gây nên cái phần viền này, các bạn cũng tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc này và móc vào đây một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Thì lúc này cái sợi len thừa đang nằm ở mặt trên của hàng móc, các bạn tiếp tục đưa kim ra phía sau mũi móc, đâm kim từ dưới lên trên vào chính giữa của cái mũi dời đầu tiên nè. Đây, đâm kim từ dưới lên trên vào chính giữa của cái mũi dời đầu tiên. Sau đó ta tiến hành kéo cái sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Như vậy là ta vừa viền lại được cái phần mặt đế nè. Đây, viền lại và nó sẽ liền lại với nhau như thế này. Đối với những sợi len thừa phía sau, các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình vào trong các cái mũi móc ở phía sau của mặt đế nha. Thì ở cái mặt trái này mình có dán đế nên khi các bạn giấu các cái sợi len thừa vào trong mũi móc để ta dán đế vào thì nó sẽ không còn thấy các cái mũi móc giấu len này nữa nha. Các bạn sẽ tiến hành giấu len như thế này. Như vậy là mình vừa hoàn tất được phần mặt đế nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân đi lên phía gót giày trước nha.
Từ cái phần gót giày các bạn sẽ đếm ngược lên cho mình 4 mũi móc ở cái phần xích đầu mà ta gây nên phần mặt đế. Đây, đây là chân móc đầu tiên, đếm ngược lên. 2, 3, 4. Từ cái chân móc thứ tư này các bạn sẽ tiến hành giống thẳng hàng cho mình vào cái chân móc kế bên này nè. Cái chân móc màu vàng mà mình tạo nên ở cái phần mũi dời á. Các bạn sẽ tiến hành móc cho mình cái phần thân phía sau từ cái mũi móc này. Thẳng hàng với cái chân móc thứ tư của xích đầu tiên ở phần mặt đế nha. Ta sẽ bắt đầu móc cái phần thân sau bằng chân móc của mũi dời nha. Sau đó sẽ móc cho mình một cái phần thân phía sau này, móc cho đến cái chân móc thẳng hàng với chân móc thứ tư mà mình móc ở bên này nè, thì chân móc còn lại nó sẽ nằm ở bên này nha. Bây giờ mình sẽ móc lên cái phần gót giày, ta đâm kim vào chân móc thẳng hàng với cái mũi móc xích thứ tư nè. Sau đó đưa cái sợi len ra phía sau mũi móc và móc qua cái chân móc nha, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc mà ta vừa móc á, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Thì hàng móc ngoài cùng của phần mặt đế mình dùng mũi nửa kép, nên cái hàng đầu tiên của phần thân sau mình cũng dùng mũi nửa kép đầu tiên nha. Tiếp tục đâm kim vào cái chân móc mũi dời màu vàng phía trên nè, kế bên luôn nha. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi nửa kép. Đây thì nó sẽ là chân móc như thế này. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi nửa kép. Lưu ý khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để khi cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên và móc một mũi nửa kép vào đây. Chân móc của mũi dời màu vàng á nha. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi nửa kép. Sau đó sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại, cho đến chân móc đối diện với cái chân móc mà ta móc đầu tiên nè. Thẳng hàng với cái chân móc thứ tư của xích đầu tiên á. Đây. Móc thẳng hàng như thế này. Và ta đều dùng mũi nửa kép để móc cái hàng đầu tiên này nha. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc được đến chân móc mà ta đánh dấu ở đây, thì hai phần dây ở bên hông này nó đã bằng nhau nè, ngang bằng nhau. Ở đây mình được 20 mũi móc nha. Tiếp tục lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Bây giờ ta sẽ lên thân cho cái phần thân phía sau này cao hơn. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng của cái phần dây phía sau nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được đến chân móc cuối cùng, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba của phần gót giày cũng tương tự, móc cho mình các cái mũi kép đơn vào chân đầu tiên nè. Chân đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng một mũi kép đơn. Sau đó cũng làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì phần gót giày của mình đã lên được 2/3 thân rồi nè. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Kéo vào cắt len. Ở hai bên chiếc trái phải đều làm cho mình gót giày tương tự như vậy nha. Bây giờ ta sẽ tiến hành lên cái phần thân trên. Từ sợi len này cũng tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái hàng móc ở vòng đầu tiên của phần mặt đế nè. Đây, chân móc của cái hàng móc đầu tiên này. Ta đâm kim vào chân móc thứ hai của cụm 7 mũi phía dưới nè. Đồng thời luồn kim và đâm kim lên chân móc thứ nhất. Để mình bắt đầu móc chiếc giày bên trái nè. Đây. Còn đối với chiếc giày ở bên phải á, các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào chân móc thứ 6. Chân móc thứ 6 và thứ 7 á, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc thứ 6. Đâm kim từ trên xuống dưới, sau đó luồn kim lên cái chân móc thứ 7 nè.
Ta sẽ bắt đầu móc cái phần dây quai từ cái chân móc này để tạo chiếc giày bên phải nha. Bây giờ mình sẽ móc chiếc giày bên trái. Đâm kim vào chân móc thứ hai của cụm 7 mũi, đồng thời đưa kim lên phía trên và đâm kim vào chân móc thứ nhất. Đưa nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Thì 3 mũi móc xích này sẽ là chiều cao giữa hai ngón chân nè. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích nữa. 1 2 3. Như vậy là ta được 6 mũi móc xích đầu tiên. Các bạn tiến hành lấy len và đâm kim cho mình vào chân móc thứ 3 của xích đầu tiên này. Đâm kim vào chân thứ 3 và móc vào đây một mũi kép đơn. Thì mình vừa tạo ra được khoảng trống đầu tiên để móc cái phần vây cá đầu tiên nè. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1 2. Sau đó đâm kim vào thân chân móc của mũi kép đơn bên này, là chính giữa của mũi kép đơn này và 3 mũi móc xích đầu tiên gây nên nha. Móc cho mình vào chính giữa này 6 mũi kép đơn liên tiếp. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu. Khi được 6 mũi kép đơn đầu tiên để tạo nên một nửa của phần vây cá, tiếp tục lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ tiến hành xoay đầu móc lại, lấy len và đâm kim cho mình vào cái thân của 3 mũi móc xích đầu tiên gây nên nè. Đây, cái khoảng trống này, và móc vào cái thân của 3 mũi móc xích này. Móc vào cho mình cái khoảng trống này 6 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Như vậy là mình vừa hoàn tất được phần vây cá đầu tiên nè. Từ đây tiếp tục lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Sau đó đâm kim vào chân móc cuối cùng, chân móc thứ 6 của cái họa tiết vây cá phía dưới và móc vào đây một mũi kép đơn. Ta tạo được một khoảng trống nữa để móc một phần vây cá nè. Từ đây tiếp tục lên 2 mũi móc xích. 1 2. Sau đó di chuyển kim vào khoảng trống chính giữa của vây cá này và móc cho mình vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. 1 2. Sau đó đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở phần vây cá phía dưới. Đây là chân đầu tiên và các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Như vậy là hàng móc này mình tạo ra được 2 khoảng trống. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Sau đó cũng tương tự móc cho mình vào chính giữa của hai mũi kép đơn kế bên này nè. Hai mũi kép đơn kế bên này, móc vào chính giữa một họa tiết vây cá gồm 6 mũi kép đơn vào cái chân móc đầu tiên này. Đây, móc vào mình vào cái khoảng trống này 6 mũi kép đơn, một họa tiết vây cá tương tự. 1 2 3 4 5 và 6. Khi được 6 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục lên một mũi móc xích, sau đó xoay đầu móc lại và móc vào cái thân chân móc của cái mũi kép đơn còn lại nè. Móc vào khoảng trống này 6 mũi kép đơn. Đây, móc vào đây cho mình 6 mũi kép đơn để hoàn chỉnh họa tiết vây cá. 2 3 4 5 và 6. Ta được họa tiết vây cá thứ hai cho phần thân của giày. Nó sẽ nằm chết qua một bên so với cái họa tiết vây cá đầu tiên nha. Tiếp tục móc cho mình vào chân móc của mũi kép đơn rồi này nè. Móc cho mình vào chân móc này một mũi móc đơn. Sau đó từ đây các bạn cũng quay ngược ra cái mặt trước của phần thân giày nè.
quay ngược ra phần thân trước này, sau đó móc vào khoảng trống của mũi kép đơn và ba xích đầu tiên á, móc cho mình vào cái thân của mũi kép đơn trước nha. Đây cái khoảng trống này nè, ta sẽ tiến hành đâm kim để móc vào cái thân chân móc của mũi kép đơn trước. Đây móc cho mình vào đây 6 mũi kép đơn liên tiếp vào cái khoảng trống này. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu. Từ đây tiếp tục lên một mũi móc xích, sau đó cũng xoay kim và móc cho mình vào thân chân móc của ba mũi móc xích này nè, móc vào đây cho mình 6 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Như vậy là hàng móc này mình móc được 2 họa tiết vây cá nè, nó sẽ nằm xen kẽ với họa tiết thứ nhất nha. Thì ở hàng móc thứ 3 các bạn sẽ tạo cho mình 3 họa tiết vây cá và cũng xen kẽ với 2 họa tiết ở phía dưới luôn. Từ đây lên 3 mũi móc xích, 2 3, cũng tương tự đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ 6 nè, chân móc thứ 6 của họa tiết vây cá cuối cùng một mũi kép đơn. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích, sau đó móc vào chính giữa của họa tiết vây cá này một mũi kép đơn. Lên 2 mũi xích, móc tiếp vào chân móc mũi đơn nằm chính giữa của hai họa tiết vây cá phía dưới á. Đây, chân mũi đơn này móc vào đây cho mình 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Thì ta tạo được thêm một khoảng trống để họa tiết vây cá vào nè. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và móc vào chính giữa của họa tiết vây cá còn lại, móc vào đây một mũi kép đơn. Lên 2 mũi xích, móc vào chân móc đầu tiên của họa tiết vây cá đầu tiên này, móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2. Thì như vậy là hàng móc thứ 3 này mình tạo ra được 3 khoảng trống để tạo 3 vây cá xen kẽ nha. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích, tương tự như họa tiết vây cá ở cái hàng móc thứ 2, cũng móc vào khoảng trống của 2 mũi kép đơn này, móc vào đây một họa tiết vây cá gồm 6 mũi kép đơn vào cái thân chân móc đầu tiên. 3 4 5 và 6. Tiếp tục lên một mũi móc xích, sau đó xoay đầu móc và móc vào thân chân móc còn lại của cái khoảng trống này, móc vào thân chân móc này 6 mũi kép đơn để hoàn tất họa tiết vây cá đầu tiên của hàng móc thứ 3. Kép đơn thứ 2, kép đơn thứ 3, kép đơn thứ 4, kép đơn thứ 5 và kép đơn thứ 6. Ta tạo ra được họa tiết đầu tiên của cái hàng móc thứ 3. Từ đây tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn phía dưới á, mũi kép đơn kế bên này nè, móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn này một mũi móc đơn. Sau đó cũng xoay kim ra mặt trước của cái phần thân dày nè, xoay kim ra mặt trước và móc vào cái khoảng trống giữa hai mũi kép đơn ở chính giữa á, cái khoảng trống của hai mũi kép đơn nằm chính giữa này nè. Đây, móc cho mình vào cái thân chân móc kép đơn đầu tiên, móc vào đây 6 mũi kép đơn liên tiếp để tạo nửa họa tiết vây cá. 2 3 4 5 và 6. Từ đây lên một mũi móc xích, xoay đầu móc lại và móc vào thân chân móc kép đơn còn lại 6 mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu. Ta hoàn tất được họa tiết vây cá thứ hai cho hàng móc thứ ba nè. Và hai họa tiết này nó cũng xen kẽ với các họa tiết phía dưới nha. Từ đây tiếp tục móc cho mình vào chân móc của mũi kép đơn kế bên này một mũi móc đơn.
và cũng tương tự xoay cho mình phần mặt trước của thân dày và móc vào khoảng trống cuối cùng á, cái khoảng trống của mũi kép đơn và ba mũi móc xích đầu tiên gây nên nè, móc cho mình vào chính giữa này, móc vào thân chân móc kép đơn trước nha, móc vào đây 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu. Tiếp tục lên một mũi móc xích và xoay ngược đầu móc, móc cho mình vào ba chân móc xích này nè, móc vào đây 6 mũi kép đơn, 2 3 4 5 và 6. Như vậy là mình hoàn tất được 6 họa tiết vây cá cho cái phần thân dày. Thì cái mẫu này mình đang móc là chiếc dày bên trái. Đối với chiếc bên phải, từ cái chân móc cuối cùng này, các bạn sẽ tiến hành móc lên cho mình 5 mũi móc xích để mình nối với cái phần thân sau á, của gót dày á. Đây, từ đây ta sẽ móc lên 5 mũi móc xích nha. Sau đó các bạn sẽ sử dụng mũi dời nối cho mình vào chân móc cuối cùng của phần dây phía sau này nè. Móc vào đây một mũi dời, sau đó kéo và cắt len. Thì ở đây ta sẽ có 2 sợi len thừa nè. Đây, tạo cho mình 5 mũi móc xích ở đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc ở chiếc giày ở bên trái nha. Thì đối với chiếc giày bên trái, các bạn sẽ tạo dây quai ở đây trước. Móc lên cho mình 10 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Sau khi móc được 10 mũi móc xích để làm cái phần dây cài ra phía sau phần thân á, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ 10 một mũi kép đơn. Chân móc thứ 9 cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho 8 chân móc còn lại của cái phần dây quai này. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ được 10 mũi kép đơn cho cái phần dây quai nha. Sau khi móc được 10 mũi kép đơn liên tiếp để tạo phần dây quai, các bạn tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân móc đầu tiên của họa tiết vây cá đầu tiên này nè, đầu tiên mà ta gặp á. Đâm kim vào chân đầu tiên, lấy len qua chân móc, sau đó lấy len qua hai chân móc trên kim, để trên kim được 2 mũi móc, tiếp tục lấy len cho mình. Đâm kim vào thân chân móc kế bên này, lấy len qua thân chân móc, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Ta vừa nối được phần dây quai với họa tiết vây cá đầu tiên nè. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chính giữa của họa tiết vây cá đầu tiên. Lấy len, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào thân chân móc kế bên. Lấy len, lấy qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Thì mình có được độ rộng hai chân móc nè, để nối lại được cái họa tiết vây cá đầu tiên. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân móc mũi đơn. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Sau đó lấy len và đâm kim vào thân chân móc kế bên. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Làm tương tự cho các chân móc và thân chân móc còn lại. Cũng móc cho mình vào chân móc và thân chân móc. Chân móc và thân chân móc. Đây, chụm lại cho mình thành một chân nha. Đâm kim vào chính giữa, kéo len qua hai chân móc. Lấy len và đâm kim vào thân chân móc. Kéo len qua hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân móc mũi đơn. Đây, chân móc mũi đơn và kéo len qua chân móc. Kéo qua hai chân móc trên kim. Lấy len và đâm kim vào thân chân móc. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Tương tự cũng đâm kim vào chính giữa của họa tiết vây cá cuối cùng. Lấy len, lấy qua hai chân móc trên kim, sau đó lấy len, đâm kim vào thân chân móc. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim và kéo len qua ba chân móc trên kim. Chân móc cuối cùng của họa tiết vây cá cuối cùng này, móc cho mình một mũi kép đơn vào đây.
Thì như vậy là mình vừa viền được cái phần vây cá lại nè, để tạo một cái độ cúp để ôm với cái phần má chân của bé nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nối cái phần thân bên này với cái phần dây quai ở phía sau nha. Thì ở chiếc giày bên phải, 5 mũi móc xích là khoảng cách giữa cái họa tiết vây cá với phần thân sau nè. Thì bây giờ mình sẽ tạo 5 mũi kép đơn ở đây để nối vào cái phần thân sau này. Thì để móc được các cái mũi kép đơn, các bạn sẽ tiến hành làm cho mình như sau. Ta lấy len và đâm kim vào chân cuối cùng mà ta móc á. Đâm kim vào đây, kéo len, kéo cho mình một đoạn len vừa thôi nha, nhỏ thôi, sau đó các bạn sẽ tiến hành kéo len qua một thân chân móc trên kim. Từ đây ta sẽ tiến hành giữ cái đầu len này và kéo dài cho mình sợi len lên. Từ đây lần lượt lấy len qua hai chân móc trên kim. Ta tạo ra được một mũi kép đơn đầu tiên nè. Mũi kép đơn thứ hai cũng tương tự, các bạn lấy len và đâm kim cho mình vào chân móc mà mình móc cái mũi kép đơn đầu tiên á. Đây. Đây sẽ là chân móc này, các bạn sẽ đâm kim vào đây, sau đó lấy len qua chân móc. Giữ nguyên cho mình vị trí này nha. Sau đó kéo cái sợi len qua chân móc, một chân móc trên kim thôi. Kéo dài sợi len lên. Sau đó lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim. Thì ta vừa hoàn thành được mũi kép đơn thứ hai nè. Mũi kép đơn thứ ba cũng tương tự, lấy len và đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn thứ hai. Kéo len, sau đó lấy len qua một chân móc trên kim. Giữ nguyên vị trí này, sau đó kéo dài sợi len và lần lượt lấy len kéo qua hai chân móc trên kim. Thì ta vừa tạo ra được mũi kép đơn thứ ba nè. Mũi kép đơn thứ tư cũng tương tự, lấy len và đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn thứ ba. Kéo len, giữ nguyên vị trí này, kéo len qua một chân móc trên kim. Từ đây kéo dài sợi len lên, sau đó lần lượt lấy len qua hai chân móc trên kim. Mũi kép đơn thứ năm các bạn sẽ tiến hành làm như sau. Ta lấy len và đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn thứ tư. Đồng thời di chuyển kim vào chân móc của cái phần gót giày nè, chân móc đầu tiên của cái hàng móc này, đâm kim vào đây. Sau đó kéo len, kéo dài sợi len nha. Lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim. Thì như vậy là ta có 5 mũi kép đơn, khoảng cách giữa họa tiết vây cá và phần thân sau nè. Tiếp tục đâm kim vào chân móc, ta vừa móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì phần gót giày của mình đã cao lên thêm được một phần nè, nó vừa đủ để che cái phần gót chân của bé. Tiếp tục lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Ở phần thân giày, mũi móc đầu tiên mà ta tạo nên nè, nó có cái sợi len thừa nằm ở mặt trên. Các bạn tiến hành dùng kim, đâm kim từ dưới lên trên vào cái chân móc của cái mũi đầu tiên mà ta gây á. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Và cũng giấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc ở đây. Bên hông này sẽ tiến hành may cho mình một hạt nút nha. Thì mình vừa hoàn tất được chiếc giày ở bên trái nè, cài nút lại như thế này. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cách móc chiếc giày ở bên phải nha. Cũng tương tự như chiếc giày bên trái, các bạn sẽ tạo cho mình 3 hàng móc họa tiết vây cá nè, xen kẽ với nhau. Thân sau cũng lên cho mình 3 hàng móc tương tự nha. Khi đã móc được 3 hàng móc họa tiết vây cá xen kẽ rồi á, đến chân móc cuối cùng thì móc lên cho mình 5 mũi móc xích nè. Móc lên 5 mũi móc xích rồi móc vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc thứ ba á, móc vào đây một mũi dời. Thì lúc này ở đây ta sẽ có 2 sợi len thừa nè. Sau đó dùng một sợi len mới bắt đầu móc cho mình ở cái phần thân phía sau trước. Ta sẽ bắt đầu mũi móc ở chân móc đầu tiên của hàng móc thứ ba này nè. Đâm kim cho mình vào đây và móc vào đây các cái mũi kép đơn cho các cái hàng móc này. Móc vào các cái mũi kép đơn cho đến chân móc này. Tiếp tục móc 5 mũi kép đơn cho 5 chân móc xích mà ta chừa ra nối lại cái phần này nè. Móc cho mình 5 mũi kép đơn ở đây. Cái phần họa tiết vây cá này cũng nối lại tương tự như chiếc giày ở bên trái mà mình vừa hướng dẫn nè.
cũng nối lại một chân móc và một thân chân móc thành một chân móc ở phía trên nha. Đây, nối lại tương tự cho mình giống như chiếc giày mà ta vừa hướng dẫn. Móc cho đến chân móc cuối cùng thì lúc này cái mũi móc của mình đang nằm ở phía trên nè. Từ đây các bạn sẽ tiến hành móc lên cho mình 10 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại cũng móc các cái mũi kép đơn cho 10 mũi móc xích này. Cuối cùng thì sẽ dùng mũi dời nối vào chân móc cuối cùng của họa tiết vây cá cuối cùng nha, để tạo được cái phần dây quai như thế này. Sau đó may nút và dán đế hoàn tất. Đây, ta hoàn tất được chiếc giày ở bên phải như thế này. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành dùng keo nến để dán cái phần mặt đế xốp này vào mặt đế giày len. Thì mình cũng sẽ nói sơ qua về cách dán đế cho mẫu giày này. Ta sẽ tiến hành dán đế từ đỉnh xuống phần gót. Đây, thì từ đây các bạn sẽ tiến hành chia cái phần mặt đế ra làm 3 phần cho mình. Bôi keo cho mình 1 phần 3 trước, ở cái phần đỉnh giày trước nha. Bôi keo 1 phần 3. Ta sẽ bôi kính keo cho phần mặt đế luôn nha. Sau đó sẽ đưa mặt đế giày len vào và các bạn canh chỉnh dán cho mình để cái phần này nè, nó nằm chếch qua một bên nè. Khi đã dán được 1 phần 3 rồi, tiếp tục bôi keo cho mình 1 phần 3 mặt đế nữa. Bôi dày luôn nha. Sau đó sẽ bắt đầu điều chỉnh cho mình cái phần thân xuống phía dưới, dán vào. Và tiếp tục bôi keo 1 phần 3 còn lại của phần đế giày nữa. Và dán cái phần gót giày vào. Thì sau khi đã dán kính được mặt đế xốp vào mặt đế giày len rồi, thì các bạn sẽ tiến hành may cho mình một hạt nút ở đây để mình cài điều chỉnh cho chiếc giày của mình nè. Đây, thì mình vừa hoàn tất được một mẫu giày len cho bé họa tiết vây cá ở phần thân giày như thế này. Chúc các bạn thành công!